Bản tin tổng hợp tình hình Biển Đông 15 tháng 12. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức 24 giờ online cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình trên Biển Đông. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Mỹ, Singapore tập trận chung ở Biển Đông. Mỹ điều máy bay ném bom đến Biển Đông. Nhật Bản, Philippines khẳng định hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông. Trung Quốc triển khai tàu bệnh viện đến Trường Sa. Đài Loan sửa quy định cho phép bắn trả nếu bị tấn công trên Biển Đông. Về tình hình cụ thể, Mỹ, Singapore tập trận chung ở trên Biển Đông. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ ngày 15 tháng 12 cho hay đã tiến hành cuộc tập trận hợp tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên biển tại Biển Đông với Singapore. Theo đó, Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và Singapore đã tham gia cuộc tập trận thường niên tại Biển Đông và căn cứ Hải quân Changi của Singapore từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 12. Với hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Singapore, hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, mở rộng, bao quát, hòa bình và an ninh. CARAT Singapore 2020 thể hiện cam kết chung hướng đến an ninh và ổn định hàng hải trong khu vực, theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tại hội thảo trực tuyến, giới tướng lĩnh hai nước nhấn mạnh về sự thành công của cuộc tập trận năm nay, tập trung huấn luyện của các xuồng đổ bộ nhỏ bên cạnh các hoạt động trên bong. CARAT lần thứ 26 tượng trưng cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền chặt giữa Mỹ và Singapore, đem lại lợi ích cho hải quân hai nước trong hơn 1/4 thế kỷ, theo chuẩn đô đốc Fred Carter, chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7. Theo ông, việc tập trận song phương ở Biển Đông nhấn mạnh sự hợp tác và chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì an ninh, ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Mỹ điều máy bay ném bom đến Biển Đông. Ngày 14 tháng 12, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết chiếc B-1B Lancer đến Biển Đông để tiến hành huấn luyện vũ khí dự phòng nhằm cải thiện khả năng phối hợp với các yếu tố chỉ huy và kiểm soát. Động thái này được tiến hành trước khi B-1B Lancer tham gia huấn luyện phản ứng nhanh với chiếc F-22 Raptors của Liên đội Tiêm kích 94 thuộc Không đoàn Tiêm kích số 1 đóng tại căn cứ Liên hợp Langley Otis, bang Virginia. PACOM cho biết, nhiệm vụ này đã cho chúng tôi cơ hội phối hợp máy bay ném bom B-1B và một số đơn vị trong không quân Mỹ để kiểm tra tư thế báo động cũng như mức độ sẵn sàng của căn cứ không quân Anderson đối với những mối đe dọa đối xứng và bất đối xứng. Nhật Bản, Philippines khẳng định hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Biển Đông. Ngày 14 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nhật Bản tuyên bố Thủ tướng nước này Suga Yoshihide và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc điện đàm kéo dài 20 phút, Thủ tướng Suga cho biết mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Nhật Bản và Philippines, cũng như phối hợp nhằm thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài ra, Thủ tướng Suga cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các nỗ lực của Tổng thống Duterte trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua các dự án cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo hai nước khẳng định hợp tác cùng nhau ứng phó đại dịch COVID-19. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quyền, có các hoạt động quân sự ở phần lớn Biển Đông và tiếp tục các hoạt động tăng cường quân sự tại vùng biển này, bất chấp quan ngại của các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 2 tháng 12 đưa tin, quân đội Trung Quốc hôm 30 tháng 11 đã triển khai tàu bệnh viện Nani 13 mới chế tạo đến đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, tàu Nani 13 dự kiến đóng vai trò là đơn vị y tế cơ động tại Trường Sa trong nhiệm vụ hỗ trợ quân sự và dân sự, hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ khẩn cấp, vận chuyển nhân viên và nghiên cứu khoa học. Các nhân viên y tế của tàu Nani 13 được điều động từ Bệnh viện Hải quân thuộc chiến khu miền Nam Trung Quốc. Tàu gồm các khoa quan trọng như khoa xét nghiệm, phòng khám phẫu thuật, khoa dược, khoa điều trị bỏng, khoa điều trị đặc biệt và tư vấn tâm lý. Tàu Nani 13 có thể tiến hành 3 ca phẫu thuật quy mô lớn cùng một ngày. Tàu được trang bị hơn 100 giường bệnh cùng các thiết bị y tế lớn, tiên tiến, bao gồm thiết bị chụp cắt lớp vi tính, chụp X-quang kỹ thuật số, chuẩn đoán siêu âm màu, nội soi dạ dày và thiết bị hỗ trợ sự sống tiên tiến cơ động, CCTV cho biết. Trước đó, trang tin ChinaNews.com hồi năm 2019 đưa tin, Hải quân Trung Quốc sở hữu một tàu bệnh viện khác mang tên P-8
PC Ax, dài 178 m, rộng 24 m và có lượng choán nước hơn 14.000 tấn. Theo CCTV, tàu Nani 13 có chiều dài 109 m, rộng 17 m, lượng choán nước hơn 4.000 tấn và có thể chứa một trực thăng cứu hộ. Trao đổi với Thời báo Hoàn cầu hôm 2 tháng 12, ông Jang Junse, một nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc cho biết, so với tàu PCS, lượng choán nước nhỏ hơn sẽ thiết thực đối với tàu Nancy 13 trong quá trình hoạt động tại Trường Sa. Tàu Nani 13 được thiết kế có thể di chuyển và neo đậu giữa các hòn đảo và rạn san hô, do đó lượng choán nước lớn có thể sẽ cản trở sự lưu động của tàu ở những vùng nước cạn, học giả Jang giải thích. Chữ thập là một trong bảy đá thuộc quần đảo Trường Sa bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép từ năm 1988 và bồi đắp phi pháp thành đảo nhân tạo và xây dựng các công trình quân sự hóa. Thời gian qua, Trung Quốc đã xây dựng trái phép bệnh viện trên đá chữ thập. Động thái triển khai tàu bệnh viện đến đá chữ thập thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông cũng như gia tăng các hoạt động dân sự phi pháp tại quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, tại đảo Hoàng Sa, Sở Giao thông tỉnh Hải Nam, Trung Quốc cũng thông báo nối lại các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm đóng trái phép sau 11 tháng ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19. Hai tàu du lịch là Nam Hải Dream và Trường Lạc Công Chúa dự kiến hoạt động lại từ ngày 9 và 10 tháng 12. Tour du lịch kéo dài 4 ngày 3 đêm khởi hành từ thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam đến đảo Ba Ba thuộc Hoàng Sa. Trước sự việc trên, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt gây leo thang căng thẳng sau khi nước này thông báo khôi phục du lịch ở Hoàng Sa và tiếp nhận tàu bệnh viện tại Trường Sa. Như đã nhiều lần khẳng định, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nếu không có sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay trong cuộc họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Đài Loan sửa quy định cho phép bắn trả nếu bị tấn công trên Biển Đông. Nếu các tàu Đài Loan bị tấn công gần các thực thể tranh chấp trên Biển Đông, quyền bắn trả sẽ do người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại dương OAC quyết định. Đây là một phần trong các quy định mới vừa được bổ sung và có hiệu lực lập tức vào ngày 3 tháng 12. Theo trang tin Taiwan News, theo một số quan chức Đài Loan, các sửa đổi và bổ sung mới cho lực lượng tuần duyên là cần thiết vì ngày càng có nhiều mối đe dọa trên biển. Trong trường hợp liên lạc giữa Đài Bắc và quần đảo Đông Sa hoặc đảo Ba Bình bị cắt đứt, sĩ quan cấp cao nhất có mặt tại chỗ được toàn quyền quyết định nổ súng đáp trả những kẻ tấn công trước. Đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng bị Đài Loan chiếm đóng trái phép. Hiện nay Đài Loan vẫn là bên kiểm soát quần đảo Đông Sa, vốn là một trong các tứ sa mà Trung Quốc đã giáo diết thúc đẩy yêu sách chủ quyền vô lý trong thời gian qua. OAC giải thích do khoảng cách giữa Đài Loan và Đông Sa lên tới 450 km, cộng thêm các quần đảo này nằm gần Trung Quốc đại lục hơn nên cần có sự linh hoạt cho phép các sĩ quan tại chỗ đáp trả các hành động xâm lược một cách thích hợp. Chính quyền Đài Bắc đặc biệt lo ngại về số phận của quần đảo Đông Sa khi căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan tăng cao. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng, oanh tạc và đổ bộ chiếm đóng Đông Sa, cũng như thử phản ứng của máy bay chiến đấu Đài Loan từ tháng 7 và tháng 8 năm 2020 đến nay. Động thái diễn ra không lâu sau khi một dự luật Trung Quốc cho phép hải cảnh nước này dùng vũ khí trấn áp trên biển. Theo dự luật này, hải cảnh Trung Quốc có quyền sử dụng vũ khí đối với các tàu nước ngoài được cho là vi phạm vào vùng biển của Trung Quốc trong hai trường hợp: trong tình huống khẩn cấp hoặc khi các lời cảnh báo của Trung Quốc như yêu cầu dừng tàu và cho cơ quan chức năng của Trung Quốc lên tàu kiểm tra bị phớt lờ. Giới quan sát cảnh báo nếu dự luật này được thông qua, hải cảnh Trung Quốc sẽ được trao một quyền lực lớn gây nguy hiểm cho các hoạt động đánh bắt cá trên Biển Đông, bao gồm các hoạt động của các ngư dân Việt Nam. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.